Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Việt Nam từ xưa đến nay, xây nhà là việc vô cùng quan trọng. Trong đó, chọn hướng xây nhà có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh hoạt và tiện nghi của gia đình về lâu dài. Vì vậy, quý khách phải đặc biệt chú trọng và chọn đúng hướng để có thể thuận lợi hơn trong sự nghiệp, tài lộc và giúp mọi việc hanh thông hơn cho gia chủ. Vậy, nam chủ sinh năm 1982, nhâm tuất nên chọn hướng xây nhà nào? Hãy cùng Thảo Luân Hôm tìm hiểu ngay sau đây. Nam gia chủ 1982, nhâm tuất thuộc đông tứ mệnh, cần chọn đúng hướng tốt khi có dự định xây nhà. Sau khi tra cứu bằng phần mềm phong thủy độc quyền của Thảo Luân Hôm, quý khách là nam sinh năm 1982 nên lưu ý chọn những hướng làm nhà sau đây. Đầu tiên là hướng sinh khí, hướng đông, đây được xem là hướng tốt nhất trong phong thủy bát trạch. Nếu nam gia chủ 1982 chọn xây nhà hướng này sẽ có lợi về con đường công danh sự nghiệp, phát tài phát lộc. Đồng thời, mọi việc trong cuộc sống cũng sẽ đều suôn sẻ, thuận lợi hơn. Tiếp theo là hướng diên niên, ứng với hướng bắc. Đây là hướng có sao vũ khúc, thuộc hành mộc sao chiếu, là sao chủ về sự ổn định. Quý khách chọn xây nhà hướng này sẽ giúp cho cuộc sống tình cảm gia đình luôn hòa thuận, ít cãi vã. Kế tiếp là hướng tốt thứ ba, hướng thiên y, ứng với hướng đông nam. Hướng này có sao cự môn, thuộc hành thổ sao chiếu. Gia chủ 1982 chọn xây nhà hướng này rất có lợi về sức khỏe, có quý nhân phù trợ. Cuối cùng là hướng phục vị, ứng với hướng nam. Hướng này có sao tả phù, thuộc hành mộc sao chiếu. Hướng này rất phù hợp để đặt bàn thờ, giúp cuộc sống gia đình luôn bình yên, hòa thuận, công việc thăng tiến. Những hướng trên đều là những hướng tốt dành cho nam gia chủ 1982 nên tham khảo khi lựa chọn xây nhà. Vậy, hướng nào là hướng xấu mà nam gia chủ 1982 nên tránh? Hướng xấu đầu tiên nên tránh là hướng tuyệt mạng, ứng với hướng tây bắc. Hướng này có sao phá quân, là sao chủ về sự tuyệt vọng, mang đến tài vận cực kém. Nếu chọn xây nhà hướng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và con cái, nam gia chủ 1982 tuyệt đối không nên chọn xây nhà vào hướng này. Hướng xấu kế tiếp không nên chọn chính là hướng lục sát, ứng với hướng tây nam. Hướng này có sao văn khúc, thuộc hành thủy sao chiếu. Đây là sao chủ mang sát khí vào nhà, nếu chọn xây nhà hướng này sẽ làm ảnh hưởng đến con đường tình duyên, sự nghiệp. Hướng kế tiếp là hướng ngũ quỷ, ứng với hướng tây. Hướng này có sao Lim Trinh, thuộc hành hỏa sao chiếu. Đây là sao chủ mang đến tai họa, gia chủ chọn xây nhà hướng này sẽ dễ bị tai tiếng thị phi, phá sản, mất tiền của. Hướng xấu cuối cùng là hướng hỏa hại, ứng với hướng đông bắc. Hướng này có sao Lộc Tốn, thuộc hành thổ sao chiếu. Đây là sao chủ mang vận khí xấu vào nhà, nếu chọn xây nhà hướng này, tình cảm gia đình sẽ dễ bị chia rẽ, bệnh tật triền miên. Hy vọng với những thông tin về hướng làm nhà cho gia chủ 1982 nhâm tuất trên sẽ giúp cho quý khách có thêm kiến thức hữu ích để chọn được hướng làm nhà tốt. Xem hướng làm nhà tốt sẽ giúp cho mọi việc trở nên thuận lợi, có lợi cho vận mệnh của gia chủ. Nếu quý khách là nam gia chủ 1982 nhâm tuất, có dự định xây nhà và cần được tư vấn phong thủy xây nhà, vui lòng liên hệ ngay qua số hotline của Thảo Luân Hôm 0834 54 74 74 0919 54 74 74 0374 33 55 66 để được hỗ trợ tư vấn ngay hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi Thảo Luân Hôm để thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về phong thủy trong xây dựng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp.